rớt dưới chân mẹ chứ. Mấy tỷ hả? Đây vào đây có thử nhà kia. 3 tỷ mấy hả? Rẻ 3 tỷ. Cái nhà này mấy phụ mấy tỷ hơn? 3 tỷ rưỡi, 3 tỷ 3. À 3 tỷ 3. 3 tỷ 3 hoàn thiện vào thì nó phải rơi tầm 3 tỷ 7 hả? Vị trí nào cũng vậy hả? Không, tùy tùy tuyến đường nữa. Tuyến đường trong thì nó rẻ hơn. Vậy hả? Nhưng này ngay trục đường chính vô này 3 tỷ rưỡi hả? Tại vì á bàn giao mặt ngoài này thôi, bên trong thôi chị. Nhưng căn đó là xong rồi, chị bàn giao luôn đi cho mình luôn rồi đó. Mình chỉ cần hành tiền bên trong đi, sao xe nhà mẫu đi chị. Một trệt hai lầu hả? Một trệt một lửng một lầu, đây có cái lửng này. À, một trệt một lửng một lầu hả? Đúng rồi, đúng rồi. Nhà bác em là gọi là nhà ba tầng. À. Chưa hoàn thiện. Khi nào mình mua nó mới hoàn thiện. À mẫu này hoàn thiện. Vườn trang trí được. Ở đây có thể đóng luôn tại vì công ty để bên kia đóng là sau này không danh gì cũng được. Ở sau cũng là đất của công ty hả? Vệ sinh nè, và vệ sinh vừa đủ ha. À, một phòng. Dưới này là có một phòng, còn phòng khách ở phía trên nha. Thú vị. Dạ không? Được không Xuân? Mua cho con hỏi nha. Ok không? Mẹ mua ở đây được không con? Chịu không? Chịu không con? Nhà vệ sinh hả? Đây nhà vệ sinh đây. Vệ sen hả? Có vệ sen? Không, chỉ cho nhà vệ sinh ở đâu. Chứ đi em biết rồi. Nó hỏi vệ sen, nó hỏi vệ sen. À, nó hỏi sen trong đây mà. À, nó hỏi vệ sen. Sân đá. Nè, xuống thấy thú vị không? Mua cho con trai được không? Nội thất này ta trang trí sẵn luôn hả? Cái này để chống mà, tại vì cái này căn nhà mẫu. Thì nó sẽ là cái căn này. Đây có sen đây con. Có giày sen đó thấy chưa? Đây là căn mẫu. À chị tưởng. Ở đây là cái lửng này này là đã thiết kế phòng khách rồi. Ủa cái này mới lửng thôi hả? Đây lửng thôi, còn trên một lầu nữa mà, một trên à, một lầu. 3 tỷ rưỡi hả? 3 tỷ rưỡi nhưng mà thiết kế vào 4 tỷ đấy. À, nhưng mà chị làm nội thất các kiểu 4 tỷ đấy cơ đấy chứ. Hoàn thiện á hả? Đúng rồi, hoàn thiện á. À, vậy là giao nhà không hả? Đúng rồi, giao nhà giống kiểu nhà bên kia kìa. Giống căn nhà mà lúc nãy bên cạnh nhà tí lẫn kia qua. Ủa vậy? Cái nhà trong đất mà chưa hoàn thành đó hả? Đó, là 3 tỷ rưỡi hả? Chị gọi là 3 tỷ 3. À, 3 tỷ 3. Rồi mình về rồi mình tự ốp rồi các kiểu vậy hả? Ừ vậy hả? Ở mỗi này toàn đủ giá không? Ơi toàn đủ giá không hả con? Trời ơi. Mỗi một miếng thôi
Hơn dữ ta. Với anh Út, mua nhà cho anh Út nha. Phải hoàn thiện về dọn vô ở không luôn thì cũng tiện nha. Ơi ta thích màu tím. Thế con thích màu gì? Thích màu xanh. Trời ơi, bên kia đúng hệ đi kìa. Ủa này là phòng thờ. Gì cơ? Ờ, Bồ Tát. Dạ, hợp lý gì ta? Mình khô thì nó đỡ chấm bước. Thử này hợp lý gì, su này màu xanh mà. Trời. Băng công. Ở dưới hả? Này chiều chắc gió mát. Đây chiều chắc gió mát. Không phải, tại vì nó chưa xây hết, chứ xây hết chắc là ngọt hết chứ. Không, ở bên kia nhà ở xã hội. Đó, nhà xã hội. Thứ bên Định Hòa của chị hả? Đó. Nó xây thứ bên Định Hòa của chị hả? Đúng rồi. Rồi bán hả? Nhưng mà cái này là nó xây nhà nhá, mà xây chung cư đâu. À, xây nhà hả? Đúng rồi, nhà một lầu. Vậy nhiêu tiền? Một chục lầu nó số 1 tỷ 4. Nhưng mà cái đấy hoàn thiện luôn. Hoàn thiện luôn hả? Đúng rồi. Tỷ 4, tỷ 6 có sổ. Giống cái thằng ở trên bến cát đó. Sổ nhà luôn hả? Đúng rồi, sổ nhà, sổ phòng đó. À, hay không? Thú vị không Huy? Cậu đẹp không? Có khách không? Đã đẹp rồi, chụp lên cái giường càng đẹp nữa. Đây là trên này là lầu trên này. Một trệt một lửng một lầu. Đây là phòng khách các kiểu đó, tầng lửng luôn. Ở đây là hai phòng ngủ, một phòng tường này. Cái này cắt nhà là ý là tường dính nhau luôn phải không? Không, hai tường riêng biệt nhưng mà nó xây sát với nhau á. Ở dưới hả? Đúng rồi, có nghĩa là hai cái tường riêng biệt vào đây nhìn thế này. Chị tưởng tường chung chứ. Không. Mấy căn này nó có hai cái cột đây này. Nó đang xây hả? Thấy nhà kia là hai cái cột kìa. Hai cột riêng biệt đó, hai nhà đó. Đó, hai cột sát vào nhau rồi. Nguyên tắc thì nhà thì chắc chắn là nó sẽ xít vào cái vậy chứ nó không có tường chung nhỉ. Chỉ có tường chung. Tường chung cái gì? Ủa còn cái này, ví dụ mình mua rồi mai mốt mình sửa chữa sao ta? Sửa chữa gì? Cái tiện nó nứt tường hay gì mình sửa chữa. Trong 2 năm đầu tiên là công ty bảo hành. Ờ vậy hả? Đúng rồi, chỉ thầm cái gì cũng ý tỷ là mai mốt á. Cũng có nứt hay gì á, mình sửa bình thường hả? Đúng rồi, sửa bình thường mà ở đây. Xin giấy phép các kiểu phải không? Công ty cấp giấy phép cho mình luôn. Đấy chị nhìn thấy kìa, ngay lốc của mình ngày xưa mua kìa. Lốc pè đấy. Đó, cái căn của chị bán rồi xây nhà đấy. Đó. Xây một trên một lửng kiểu vậy đó. Bên đấy chỉ xây được kiểu vậy thôi. Còn bên này xây một trên một lồng. Bên đây có tiền chị không được xây cả. Bên đây với bên đó thông nhau chứ hèn. Đúng rồi, đây này ngay chỗ này này. Nó lại thông nhau. Mà mua cái lô ngày trước, mua cái lô bên kia một ngã ba lại ngon. Công ty mới mua lại 5 tỷ vàng một lô. 5 tỷ 3 để thông đường. 3 lô 15 tỷ. Gì con? Con ngủ trong phòng đó hả? Con chị ngủ phòng này phải không? Trời, ăn hương chết đi. Chị mẹ mua cho Hương nha. À, búp bê đồ các kiểu. Còn bên đó là cái khu đất hoa.
2 hả? À, Đức Hôm 2, cái màu trắng trắng đó hả? Đó, đúng rồi. Đức Hôm 2 với sản phẩm mà các bạn đang lựa chọn. Đây là xây một trình. Đây là xây một trình. Bên trong xây một trình. Cái này. Hai đảm cái đẹp luôn thì 35 tỷ.